Truyện tranh Cậu bé Rồng tập 46 Hổ Mang Vương. Khanh xem cho ta, Vương quốc Thái Hòa ở đâu, dân tình thế nào? Tâu bệ hạ, Vương quốc Thái Hòa là một nước nhỏ ở phương Bắc. Tuy là nước nhỏ nhưng lại rất giàu vì có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Họ là người hiền hòa, không thích chiến tranh. Vậy thì tốt, con gái ta đã đồng ý lấy hoàng tử Thái Quân. Công chúa đồng ý là phải lắm à, hoàng tử Thái Quân đẹp trai quá mà. Tâu thần thấy hoàng tử cũng mê đấy à. Xì, mấy ông thái giám này thấy ai đẹp trai cũng mê, chán thật. Con gái ta đã nhận lời cầu hôn của cậu, cậu phải thưa lại với cha mẹ, chọn ngày tốt sang đây làm lễ cưới rồi rước dâu về. Xin đa tạ bệ hạ. Công chúa Miên Anh đã lên xe bồng, còn công chúa Kim Dung chừng nào mới lên xe bò? Mới sáng ra đã chọc tôi, coi chừng bể cái bụng đấy nhá. Hà lửa đi, tớ có cái này cho cậu. Lại đi dự đám cưới, hoàng thượng ra lệnh đấy. Chết tớ rồi, có bộ áo quần nào đẹp đâu mà đi dự đám cưới. Biến. Vậy vừa ý chưa? Cũng tạm tạm. Xì, được vôi đội tiên, đến ngày qua rủ tớ đi với nhé. À, diện áo quần lên trông cậu cũng bảnh trai ghê. Đương nhiên là thế, người đẹp sẵn rồi mà. Chỗ đông người, ăn uống cho lịch sự tí đi. Đã đến giờ rước dâu, kiệu hoa, vào. Công chúa đẹp gái bằng tôi đấy. Hoàng tử đẹp dài kém xa tôi. Hoàng thượng bảo hai cô cậu đi theo đoàn rước dâu để hộ tống ngài. Ủa, hoàng thượng đích thân đưa công chúa đi à? Hoàng thượng thương con gái lắm, vả lại người mình có tục, cha đưa mẹ đón mà. Cha đưa mẹ đón là sao vậy, cậu hiểu không? Tớ chưa lên xe bông, chưa hiểu. Là thế này, khi đưa cô dâu về nhà chồng thì cha của cô dâu đưa đi, còn đón cô dâu về nhà chồng thì mẹ của chú rể đón, hiểu chưa? Ô hô, đưa dâu bằng thuyền, thích ghê. Đi đường bộ thì xa xôi mà lại nguy hiểm, đi thuyền cho chắc ăn. Ơ, trời không giông tố sao biển lại động dữ vậy? Wow! Thủy quái, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng hậu. Vút! Da! Chát! Trạc! Khe! Nguy to, hoàng tử bị nó biến thành đá rồi. Da! Âm! Nha. Hoàng hô hoàng tử. Hoàng tử dỗi thật. Ủa, sao cô buồn thiêu vậy? Không ổn rồi, công chúa Trao Duyên nhầm tướng cướp rồi. Sao cậu lại nói thế? Người ở vương quốc Thái Hòa rất hiền hòa, họ không biết đến chiến tranh. Thế nhưng hoàng tử và tốn quân hộ tống lại rất thiện chiến. Hơn nữa hoàng tử lại có phép thuật, tớ lo lắm. Họ không thiện chiến nhưng phải biết cách tự vệ chứ. Tin tớ đi, kể từ lúc này mình phải đề cao cảnh giác đấy. Người cần đề cao cảnh giác là cậu đấy. Lúc nào tớ cũng thấy cậu ăn rồi ngủ, vô tư cực kỳ. Cặp bén. Tớ nói không sai, cậu nhìn kỹ dân chúng đi. Họ tung hô hoàng tử nhưng mặt người nào cũng khờ khờ, không có thần sắc. Ờ, tớ cũng thấy thế. Biến. Làm hình giả để đây rồi bay mất rồi. Tàu, mọi việc đều đúng như dự định, nhưng không thấy thằng nhóc Rồng trong đám cưới người đưa dâu. Sao lại không? Thường thì vua nước Nam đi đâu đó cũng đi theo mà. Các người quan sát kỹ không vậy? Tàu rất kỹ à. Theo sự mô tả, nó là thằng nhóc trọc, có cái bụng to, mặc quần xà lón đỏ. Trong đám đưa dâu không có đứa nào như thế cả. Dốt, dốt, dốt. Ta bảo nhận diện nó bằng đặc điểm chứ không phải qua áo quần. Nó có một chấm son đỏ tướng giữa hai chân mày. Dạ, để con xem lại ạ. Giả vờ cứ vờ để bắt mình và hoàng thượng. Trở về, bảo vệ hoàng thượng. Cốc. Đây rồi, thằng nhóc có chấm son đỏ đây rồi. Bắt nó. Sao các ngươi bắt cậu ta? Bắt hết. Họ lộ chân tướng rồi, cậu Rồng hay thật. Buông hoàng thượng ra. Hử.
gia. Tránh ra lũ ăn hại. Nhỏ kia, đỡ này. Đỡ thì đỡ, sợ gì? Gia. Binh. Đỡ có nỗi đầu mà dốc. Gia. Hừ. Còn biết nhạc phụ rất dũng cảm, nhưng xin nhạc phụ chớ phí công. Cấm gọi ta là nhạc phụ. Nhưng nhạc phụ đã gả con gái, đám cưới còn dang dở, người chưa chính thức là con rể của ta. Thế thì còn đành vô lễ vậy. Biến. Chàng không được làm thế với cha em. Ta cứ làm, nàng làm gì ta? Ái chà, không ngờ nàng cũng có võ công. Chát. Cho nàng đánh thoải mái, lúc nào chán thì dừng. Bịch bịch. Hít hít. Đúng là con gái, đánh không được thì khóc. Xem ra đòn khóc lợi hại hơn đòn đánh. Thôi thì mình năn nỉ vậy. Ui ui, cục u to quá. Véo. Trời, trễ mất rồi. Họ bắt cả đoàn đưa dâu đem đi đâu rồi? Ta tưởng ông là một vị vua nhân hậu, nên ta mới gả con gái cho ta cho ông. Ta không ngờ quốc vương Thái Hòa lại là một người nham hiểm. Ta đâu phải là quốc vương Thái Hòa, ông ấy mới là quốc vương Thái Hòa. Ta là Hổ Mang Vương, ha ha. Ta đã chiếm vương quốc Thái Hòa, lỗi tại ông không cập nhật thông tin nên không biết chuyện thời sự. Này ta đã bắt được ông, ta sẽ chiếm nước của ông luôn, vương quốc của ta sẽ to lớn hơn. Còn con gái của ta thì sao? Tùy, hễ dễ thương thì làm vợ của con ta, còn khó thương thì cho làm cung nữ. Ê Rồng, nghe nói mày dữ dằn lắm, thế mà từ lúc vào đây mày chẳng nói gì cả, sợ hả? Ha, ngươi qua mặt ta không được đâu, đây chỉ là hình giả. Âm. Thằng nhóc Rồng còn ở bên ngoài, tìm nó cho ta. Đây không phải đất nhà, không thể gọi ông địa lên giúp, mệt đây. Thôi thì mình tự đi dò thám vậy. Biến. Tăng cường quân canh gác cho đồng an bình, thế nào thằng nhóc Rồng cũng đến cứu vua nước Nam. Hừ, ổng đang giữ hoàng thượng ở đồng an bình. Lấy của ổng vài đồng tiền vàng để tìm đồng an bình. Làm ơn cho già xin vài xu sống qua ngày. Ông ơi, con thấy ở đồng an bình có nhiều tiền vàng lắm, con nhặt được vài đồng đây, ông tới đó lấy đi. Thế à, thế thì ta tới đó, mà sao con nhặt ít vậy? Con có làm gì đâu mà nhặt cho nhiều, chừng này đủ để ăn quà vặt rồi. Đừng nói cho ai biết nhé, họ nhanh chăng hơn ông, họ sẽ lấy hết. Con không nói đâu ạ. Hi hi, ông cụ dẫn mình tới đồng an bình. Đồng an bình kia rồi. Véo. Để tiền ở đây cho ông cụ lấy. Ô hô, tiền vàng nhiều quá, thế mà mình cứ lo thằng bé kia nói dối. Hết đói rồi. Hoàng thượng ơi, Kim Dung ơi, đoàn đưa dâu ơi. Đi khắp đồng rồi mà không thấy ai cả. Mình mắc bẫy rồi. Âm. Khè, phút. Dữ ha, tấn công tới tấp để áp đảo ta. Đừng có mơ. Chát. Ói, mày nhanh thật đấy. Biến. Ác ác. Phật. Khá lắm, khá lắm. Người ta đồn không sai. Tuy nhiên về mưu trí thì người không bằng ta. Ta biết thế nào người cũng biến thành một con gì đó để dò la xem vua của người bị giam ở đâu. Bởi thế nên ta nói dối rằng vua của người bị giam ở đây. Ta định cho Hổ Mang tướng quân diệt người, không ngờ người khá thế này. Thả hoàng thượng của tôi ra, nếu không tôi sẽ bắt ông về ngâm rượu. Mày láo. Ờ, hét cho dữ dằn rồi chạy à. Ta là vua, không thèm đánh với ngươi. Đóng cửa động. Âm. Hỡi tất cả Hổ Mang tình ở khắp mọi nơi, mau về đây tiêu diệt thằng nhóc Rồng cho ta. Vút vút. Tấn công. Khè. Ôi chào, rắn ở đâu mà nhiều thế này? Tập. Rạc. Tấn công. Chát. Tránh ra cho Hổ Mang núi lửa ra tay. Rít. Rèo. Ôi ôi, nọc độc của nó làm chảy đá, chắc là nóng kinh khủng lắm. Bực. Hè.
mình chém nó đứt làm hai khúc, nó biến thành hai con, càng chém quân số của chúng càng tăng. Biến? Ta biến cái động này thành cái hộp sắt để chúng mày khỏi chui ra. Khè! Đại vương ơi, cứu chúng em! Xèo! Hừ, nói gì hết đám quân của mình rồi. Ta chọn sống người trong đó luôn. Âm! Xong đời thằng nhóc rồng, ha ha! Da! Âm! Hừ, nói giỏi hơn mình tưởng nhiều. Qua! Rít! Âm! Ôi, lợi hại, nọc độc của ta đâm trúng người rồi, người sẽ tồi mạng ngay bây giờ. Da! Chát! Cốt! Vút! Chóc! Vút! Âm! Úi, ổng tiết ra chất gì nóng thế? Khỉ độc đấy, nó ngấm vào thân thể người ngay tức thì đấy. Có sao đâu, ta vẫn khỏe ru đây mà. Sao người lì lợm quá vậy? Ra đòn nào cũng không hạ được ngươi. Bởi vì ta là rồng, ông là rắn, rắn làm sao mà hạ được rồng? Ờ, chóng mặt quá. Thấy chưa, nọc độc đã ngấm vào thân thể ngươi rồi. Bế huyệt ngừng thở. Ha ha, ta nghe nói ai ăn thịt tiên sẽ được trường sinh bất tử. Ta sẽ ăn thịt mày để được bất tử. Cha ăn thịt nó sẽ bị thiên đình phạt đấy. Ta chẳng sợ, vì lúc đó ta đã bất tử rồi. Chuyện giữa con với công chúa Miên Anh thế nào rồi? À, bướng bỉnh lắm, con giam chung với vua nước Nam rồi. Cũng được, để ta chiếm nước Nam xong, ta sẽ tìm cho con một cô vợ khác. Nấu món rồng 5 món cho ta. Ơ, con chưa hề nghe tới món đó. Xào kho chiên nướng luộc đủ 5 món. Tham nhũng một bàn chân, mình cũng sẽ được trường thọ. Thịt gì mà cứng như đá vậy? Cốt! Chặt bằng dao này mới đứt. Hả? Nó còn sống? Nít, la lên thì mắc đầu ngay. Muốn mắc đầu không? Không không, không có cái đầu, không thấy đường đi. Nói cho ta biết, vua nước Nam bị giam ở đâu? Ngươi là đầu bếp, ngươi phải mang thức ăn cho họ. Cấm nói không biết đấy. Đại vương dặn không được nói cho bất cứ ai. Không dám nói đâu. Tạc! Nói, để tôi nói. Vua nước Nam đang bị giam ở dưới giếng cạn phía sau hoàng cung đấy. Đi với ta, nếu người nói dối thì sẽ biết tay ta. Biến! Đi đi, không ai thấy người đi với ta đâu mà sợ. Xuống! Ơ! Rồng ơi, tới đây này. Bệ hạ có sao không ạ? Không sao cả. Xin bệ hạ cùng tất cả mọi người nhắm mắt lại. Biến! Vo, vo. Chúng ta ra bến cảng đi. Còn tôi nữa, cho tôi lên với. Không được, ta ra lệnh cho con phải cứu vương quốc Thái Hòa. Ta không thể làm ngờ để họ chết dần như thế được. Kim Dung đưa bệ hạ ra bến cảng trước đi. Tớ quay lại cứu người Thái Hòa. Véo. Xin bệ hạ nhắm mắt lại. Véo. Hừ hừ, thằng nhấp rồng qua mặt ta. Ta thù trí nó. Hừ. Tập trung hết dân chúng lại. Hỡi quốc vương Thái Hòa, hỡi vua nước Nam, nếu các ông không quay trở lại, ta sẽ ăn hết dân chúng. Ăn ông này trước. À, ông. Bà con chạy hết đi. Bắt chúng lại. Ói. Khè. Tưởng ta không làm được thế à? Da âm. Chát. Ha ha, ngươi không bay được, thế thì chết với ta. Chát. Bịch. Da. Âm. Á. Con của ta. Hít, ai bảo con nhảy vào để đòn cho cha vậy? Rạc rạc. Bịch. Cha, sao cha lại đổi mạng cho con? Cha ta đã truyền mạng sống qua cho ta, giờ cha ta chết rồi. Đáng lý ra ta cũng lấy mạng người để trừ hậu họa, nhưng vì thấy cha người biết hy sinh cho con nên ta thôi. Ta chỉ tước phép của người. Người dẫn bệ hạ về núi tu đi.